Lại lợn gà thịt thế thôi, xuống mẹ cho ăn. Chúng ta đi. Gì thì mày đi cho lợn ăn, nếu mà tao đoán sai thì tao đi cho lợn ăn. Quá đơn giản, quá mày quá là ngon đúng không? Mày chọn một con thôi, suy nghĩ ở trong đầu này xong rồi tao đoán. Mà không được, bây giờ suy nghĩ nhớ đâu, mày chọn con bốn cơ, xong đến lúc tao đoán đúng con bốn cơ mày lại bảo không phải đúng không? Mình ghi ra đây đấy. Ok. Mình ghi ra đây đây. Mày chọn con gì, chọn đi. Thích cái gì em sẽ chịu con gì đấy. Đấy, sợ. Chọn con gì, chọn đi. Không nhìn trộm nha. Ai nhìn làm gì? Ê. Là đây à? Có không? Có. Ok. Gì? Các bạn nhắc ở trên mạng cái gì ấy chứ? Không làm gì biết. Có không? Có. Con mày chọn là con này. Mày cứ một rộ. Này. Xin mời bạn đi cho lợn ăn. Làm gì có chân cháy gì mà trung hợp như thế? Đọc suy nghĩ của những thằng ngu nó rất là dễ, hiểu không? Đi cho lợn ăn đi em. Này, quân tử nhất ngu. Thua phải chị. Đi ra đi để anh đi ngủ. Quá bữa cho ăn kiểu cho ăn chồng. Bao thông đấy. Đi. Mới lộn. Thật là tuyệt vời. Nướng đi.
siêu to khổng lồ của anh em mình để mà cho dầu vào, dầu sôi rồi bắt đầu cho tỏi ớt vào nha mọi người nha. Ui. Còn đây là dụng cụ xào nấu của mình. Đấy. Siêu to là phải có cái mùi siêu to. Quá chuyên nghiệp. Quá đẳng cấp đến từ vị trí của Ma Đề Đề. Tại vì sao mọi người biết Ma Đề làm món rau khoai lang xào tỏi không? Tại vì rau khoai lang để có cung cấp nhiều chất rau, nhiều chất xơ. Còn tỏi là để nó tiêu hóa tốt. Tỏi để chấm bụng bụng luôn. Rồi, cho rau vào. Cho rau vào nha mọi người nhé. Ăn rau ngon tan luôn. Ngươi chẳng có mà ăn được. Hay. Ăn ăn xin. Xem cho mà lợn nhà mình có thích cái món này không nha mọi người nha. Thank you.
không chị? Mình làm thì làm cẩn thận nè, nấu đồ ăn phải có tâm này chứ, chăm sóc sức khỏe cho được. Mình là một chuyên gia tâm lý, gọi là am hiểu về động vật, sau này mình có thể làm giáo sư tiến sĩ tâm lý học này. Rau ở bụng đây, cả cõng này, cả đứt. Ăn quá.
hơi mặn. Sao vậy đấy? Này, thế mà vừa nào có chơi không? Anh định chơi. Chơi vừa rồi. Ăn chỗ nào ngon thì mình bảo ngon, chỗ nào chê thì mình bảo chê. Này, rau xào như là một tỏi ớt như là mắm muối mì chính mì. Thì rau xào. Thôi mình mất công ấy. Rau xào thì chặt tỏi ớt. Anh cũng như thu luôn kìa. Một ông đã gần hết rồi đấy. Một công chưa? Nấu cơm trước, nấu canh chứ, ông nấu canh chứ không nấu cơm. Anh đi nấu rồi. Này, chơi còn chơi. Đấy đây là VIP lắm rồi đấy. Mời đi một đàn luôn. Đó, anh xuống chưa với cơm nào. Cái lợn. Cái sao đấy. Cái này, nó có lợn rừng nó ăn. Cái này phân nó có lợn rừng anh nhà anh. Đã hết cả phần của lợn rồi. Ai hốt mà. Ông đừng có một kia, ông đừng có quét. Để xem lên được đâu. Chẳng biết hết chưa.